chào các bạn, chào các em. Lâu quá cô mới trở lại được, tại vì cô với là bạn admin quá bận. Hôm nay thì gần Tết rồi, cô gửi lời chúc tới tất cả các em có theo học chương trình thì là được một năm mới học hành này, tiến bộ, mọi sự như ý. Còn chúc các anh chị mà đến cái chương trình này như là để tìm lại một cái kỷ niệm cũ ngày xưa mình học tiếng Pháp như thế nào, thì chúc anh chị tìm được những cái niềm vui khi mà mình còn ôn lại được những kỷ niệm thông qua cái chương trình tiếng Pháp của cô.